Vậy đi. Xin chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu bên trong một con camera H3 của nó gồm có những gì. Mời anh em cùng xem bên trong của nó cũng như rất là nhiều con cam khác cùng các phụ kiện. Rồi là con camera. Thì đây là cái hộp phụ kiện nguồn của con cam. Để có hướng dẫn và mã quét QR. Còn đây là hình ảnh chi tiết con H3 có độ nét 53K anh em nhé. Ta sẽ xem mặt trước và sau của cam. Đây là chỗ cắm thẻ nhớ này, loa này, cổng này là cổng mic. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối con cam và quay nắp thử lên vị trí để soi ngoài đường anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện cho con cam. Thì về cơ bản thì cắm điện lên nó sẽ khởi động và nó sẽ báo một cái đèn màu đỏ. Đây là đèn LED trạng thái màu đỏ này. Đó. Và chúng ta sẽ chờ nó chuyển sang đèn màu xanh và trên app điện thoại của chúng ta sẽ quét. Sẽ dùng một mã QR code ở trên thân cam mà chúng ta sẽ quét anh em nhé. Đây thì là đầu tiên thì chúng ta cần tải cái app EZVIT về. Sau đó chúng ta vào giờ cam nó chuyển đèn trạng thái màu xanh thì chúng ta sẽ quét. Và chúng ta chọn vào gắn thiết bị anh em nhé, gắn thiết bị, chọn camera. Đây, chúng ta thấy là cam đã chuyển đèn trạng thái màu xanh và bây giờ chúng ta trên điện thoại và chúng ta sẽ quét cái mã trên tờ giấy hướng dẫn anh em nhé. Đấy. Thì khi quét nó sẽ ra thông tin của con cam và chúng ta thao tác là chúng ta làm theo vài thao tác thôi, rất là đơn giản. Đấy. Và cái con cam EZVIT này thì nó có giọng nói hướng dẫn bằng tiếng Việt, vì vậy là khi khởi động lên hoặc là khi chúng ta cài đặt xong thì nó cũng sẽ có. Thì chỗ này thì chúng ta có thể đấy, nó đang kết nối thì chúng ta thật đặt nó ở vị trí nào cũng được, tùy anh em nhé. Đã kết nối tới Wi-Fi. Rồi như vậy là đã xong, chúng ta chọn kế tiếp này. Ở đây mật khẩu chúng ta đặt cũng được, không đặt cũng được, thường là quay lại. Và chúng ta sẽ vào một cài đặt để xem là nó có những gì anh em nhé. Đây, vào cài đặt cam. Nó có chế độ mới là dò tìm thông minh, thông báo này, thông báo đèn LED âm thanh. Rồi là cài đặt âm thanh, lời nhắc bằng giọng nói thiết bị. Đó. Cài đặt hình ảnh. Hộp đánh dấu thông minh, chế độ nhìn xuyên đêm có màu, nhìn xuyên đêm đen trắng, nhìn ban đêm thông minh. Và ánh sáng đèn chúng ta có thể điều chỉnh tăng giảm được nhé. Thiết bị OSD này sẽ được hiển thị trên tất cả các video do cam quay lại. Rồi đây là mục lật hình ảnh. Và đây là chế độ ngủ. Đó. Danh sách bản ghi thì chúng ta lắp thẻ nhớ nó sẽ có bản ghi anh em nhé. Rồi thông tin thiết bị đây. Thì nếu mà có phiên bản mới chúng ta nâng cấp phiên bản mới lên. Đó. Mục khởi động lại, xóa thiết bị. Thì ở đây mục cài đặt đèn, cài đặt hình ảnh, dò tìm thông minh. Thì mình sẽ bật cái chế độ phát hiện hình dạng người. Để phát hiện hình dạng người. Đấy. Đây là nó video hướng dẫn. Rồi là thuật toán cơ bản này, phát hiện hình dạng người này, nhận diện cử chỉ. Ví dụ cái chức năng là nhận diện cử chỉ, các loại cử chỉ. Đó. Thì cái này đó là chính là cái chức năng mà vẫy tay ấy. Vẫy tay nó sẽ tạo cuộc gọi. Rồi là phát hiện phương tiện. Đó. Phát hiện thay đổi hình ảnh. Sau khi cam được treo lên thì chúng tôi sẽ vẫy thử cho ống kính và quan sát nó, mọi người cùng xem video nhé. Thì khi vẫy thử thì trên màn hình điện thoại là sẽ để, và anh em thấy là nó sẽ kết nối một cuộc gọi video từ cái thiết bị camera H3 này đợi trên màn hình và chúng ta ấn trả lời. Như vậy đây là tính năng mới của con EZVIT H3 có độ nét 53K và còn nhiều tính năng nữa, mời anh em mua về và dùng thử nha. Xin chào và hẹn gặp lại.